Thôi đừng chọi vô con Túng này nha, thúi luôn á. Xin chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Nuôi Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cậu Năm Vui ha, một hộ nuôi ếch ở miền Tây quê mình. Thì lúc trước á, mình có chia sẻ với quý vị các bạn một số video về cách nuôi ếch của cậu Năm á. Thì hôm nay cậu Năm xuất những cái mùng ếch các bạn nên bán đi để sẵn tiện mình qua mình quay mình chia sẻ đến mọi người xem cái cảnh mà người dân mình bán ếch như thế nào như cả nhà. Mời cả nhà theo dõi video nha. Rồi nó leo tới đó luôn. Đi ra nó nhiều quá bị xúc cá nó lên ra nhiều lắm. Cái gì đó trời ơi. Xúc giọt tay giọt lưng thôi. Nửa giọt tay giọt lưng. Bây giờ hốt ừ hốt vậy là. Ủa mà một giọt về bao nhiêu ký ông Năm? Giọt 20 mấy. 15 ký à. 15 ký là đi chính xác. Đâu đủ. Cộng hai mấy ký. Xúc chứ vô giống nữa là 15 rồi. Đợt này cân giá nhiêu ạ? 34 hả? 37 hả? Ờ. Quá trời hết luôn rồi. Hút bật dạ rồi. Dạ đâu hút bật dạ hút bật dạ. Hút mẹ quá rồi ông ơi. Quá đâu quá vừa đó. Phải quá nhiều không? Cậu đã vô à. Vô vô trong cái bọc kia đó cả nè. Mà bên gần á, chút nó vừa vừa đây cái. Cần cảm cái ao nó được chụp chặt nghĩ là. Là. Điện nó đại quá. Không phải như bao ông miễn tới. Ông tắm nóng không có đều. Ông ấy cái buông lỡ phụ nó nhẹ nè em chịu đâu. Nè, vậy không chịu là. Ra đi. Ra đâu ra? Ông chặn nó ra. Vô trên đấy. Phụ cho anh kính nổi là đó. Téo cái luôn giục ra luôn. Xúc giống xúc lúa ha. Tính mình điều miệng cho nó tránh nó giải cuộc. Nè, ông dở lên tao đẩy ra. Cái này nó đậm đặc quá. Nó đậm đặc quá, xuất của ngoài hai cái sọt nó nhiều. Nó không có lội cho khác. Cái này đặc luôn, em đặc luôn rồi. Nó to không ha. Cái này đẻ trơn. Cái này ngày chiên nước mắm nhậu là xiền luôn. Ôi ăn đủ ăn cái nào ít đồng ăn còn mấy ít mua ăn thì ngán quá không ăn hoài ngán không quả ba sọt rồi bình thường như này vẫn bình tĩnh lên nữa nè đó để cân á. Cảm ơn ba sọt cái đó. Ông nói là không không biết không không hiểu không kịp là cãi liền. Con nữa con tỉnh được tỉnh sớm. Tỉnh mình có tỉnh 15 ký. Ba sọt. Ba sọt 20 không á. Thì ba sọt là lên xe. Ba sọt nó bỏ vô cái ba túi này là túi 15 ba túi bỏ. Đó tại căn mình 50-60 ký không em, tại có căn 100 ký là quốc là 5 sọt á. Rồi,
tại vì mình có nghĩa là đâu để vô bọc này đủ rồi, bốn cái là sao dư sức có để vô mấy sừng nữa kìa, người ta để vô sừng nữa đủ rồi, mình để sừng cần dễ hơn bao hai dạ có đều ba bốn bao rồi đó hết đụng rồi. Hai cọc bán hết rồi tốt thiệt chứ, còn một cuối cùng hết màu vàng luôn. Hết nãy mà rửa cái này vàng. Ôi có Hạo thử con nhiều không? 400 gram, 3 gram có, 2 gram mấy có. Ôi, vô đạt hết trơn, hết này đạt trơn ký. Này dư ba con cứ mà. Con này đâu dưới 3 gram. Ừ. Mẹ con này mấy gram? 4 gram. Cho bá không? 4 gram ký. Thôi tay thôi. Thì nó đi phải 4 ký. Giờ tay luôn. Hai sọc đầy không? Qua đất này à. Cái tám gạt gạn bằng xuồng ngon phải không tám? Cái một này con. Cái một này chứ 5 mấy bao quá, 55 bao và tiền. Cái kia 50 phải không? Ừ. Muộn lên năm ba triệu một ngày là ít không nữa, ít không nó đều dữ dằn à, ít một ngày giờ thấy một ngày không à, từ từ khái tục luôn đó chị. Khi không phải giấc giờ mà còn khi được vật không đủ mẹ nó sung vậy mà nó còn thiêu không? Ít mua ấy rồi, ít là khoảng nuôi khoảng 3 tháng mới có đẻ trứng được. Đâu mà thấy ít này đâu đẻ. Sao tháng mới đẻ? Từ hồ mình bắt ít con tới 6 tháng mới đẻ hả? 6 tháng 8 tháng ít này nó già ít thì ít này 6 tháng đẻ. Nuôi phải 6 tháng nữa hả? Dữ 6 tháng không mới ủ được chứ. Nổi không tám? Dạ nổi không đó nha, nhiều rồi đó, cái đó thấy nhiều rồi đó. Què đầy đúng rồi, đó đã ra. Đầy đúng rồi. Để nó ngập. Thôi dính cái bao này là thôi, cái này bao này được không mấy ký luôn. Đủ mẹ nó nhớ gì vừa đó là dính vậy. Quá trời cái bao luôn. Đẩy hai sọt này đẩy đi, ba sọt hai sọt đẩy nhanh nhanh nó đủ dưới nước ngập. Đẩy hai sọt này để đẩy với cái này ba cái đi được rồi. À nãy không để ba không nhiêu. Biết không? 15 sọt rồi nè. 15 cái này giáp cái 20 đều lên. Rồi. Cái này là vô nào. Cái đó tự đủ chứ thiếu ký. Chơi hết cái ruột luôn rồi. Có tôi thì đủ mấy chung lắm. Tôi bán qua không chung mấy cái ruột bính nha, không bỏ lại cho người ta chứ. Cứ bỏ lại trong năm chứ. Ê, gan con nè, không nắm. Chấp chấp. Ây da. Ê, rồi mất luôn rồi. Được chưa? Rồi bắt được rồi, không đám bắt rồi. Tôi đụng bắt ếch siêu đẳng lắm đâu. Chứ giờ đi đâm ếch ao không đó. Không dịch lắm mà, cái gì cũng siêu đẳng. Cái gì không bắt được chưa? Con đá là gọi ra, mưa ra cũng bỏ. Ủa mẹ trời á, tao cái gì đất đầm đêm có mười mấy ký chứ gì. Có đâm cặt đâu chụp không à? Dễ mà, ít này dễ bắt mà. Mới có đài làm lót cũng được 1.000 triệu. Rồi ra bọn 28 đi bắt tối ngày sáng đêm. Rồi bể chuồng. Nhất là đi mười mấy ký ít. Chà bá, thường là các bể không bể nhưng mà mưa gặp á. Thì nó kêu bể chuồng. Bể chuồng là mưa gặp đó chứ đâu nữa mà. Ừ. Rồi thì đây là toàn bộ những cái một ếch của con vuông ha, thì hiện tại đã cân gần hết rồi bạn, còn một cuối cùng nè, thì đây là những con ếch chết nha. Quanh thì chuẩn bị dọn ao, chuẩn bị thả tiếp lứa ếch sau các bạn. Để mình quay một vòng cho bạn xem. Rồi chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha, thì hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.